Cũng trong sáng nay ngày 24 tháng 4, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Lê Tiến Nam, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công trong chiến dịch điện biên phủ đang sinh sống trên địa bàn huyện Nga Sơn. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà bà Lê Thị Bằng, dân công hòa tuyến ở xã Nga Thủy, cựu thanh niên xung phong Mai Ngọc Tước ở xã Nga Tân, bà Mai Thị Chữ ở xã Nga Thủy và bà Mai Thị Tít ở xã Nga Trường là vợ liệt sĩ đã anh dũng hy sinh ở chiến trường Điện Biên Phủ. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến hy sinh to lớn của các liệt sĩ, cựu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên sung phong, dân công hỏa tuyến đã góp phần cùng với quân và dân ta làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Đồng chí mong muốn các cựu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên sung phong, dân công hòa tuyến tiếp tục nêu cao truyền thống cách mạng, giáo dục động viên con cháu tích cực học tập, công tác, đóng góp sức lực và trí tuệ vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng chí đề nghị các cấp ủy, chính quyền huyện Nga Sơn cần tiếp tục chăm lo, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, quan tâm đến đời sống của các gia đình chính sách, trong đó có các cựu chiến sĩ Điện Biên, cựu thanh niên sung phong, dân công hòa tuyến phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.